Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 8, chương 4, phân biệt kỹ càng các nghiệp quả, phân tích rạch ròi về tà ma ngoại đạo. Mục 1, hỏi về những tập khí vốn có, sinh khởi ra lục đạo. Ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, có oai đức lớn, phát ra từ tâm không ngăn ngại, khéo khai ngộ những lỗi lầm sâu kín nhỏ nhiệm của chúng sinh, khiến cho chúng tôi ngày nay thân tâm khoan khoái, được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, nếu cái chân tâm diệu minh trong sạch nhiệm màu, bản lai cùng khắp viên mãn như thế, cho đến bản tính chân như của đất liền, cỏ cây, các loài máy động, tức là chân thể thành Phật của Như Lai, thể tính của Phật đã là chân thật, làm sao lại có các đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tu la, loài người và trời? Bạch Thế Tôn, những đạo đó lại là bản lai tự có, hay là do tập khí giả dối của chúng sinh sinh khởi ra? Giảng nghĩa. Một này, ông A Nan quan sát tâm niệm chúng sinh, có thể nghi rằng tất cả chúng sinh, tất cả các sự vật đã đồng một tính chân như, một tự tính thanh tịnh tâm như Phật không khác, thì làm sao lại có lục đạo? Và lục đạo như thế, bản lai tự có hay là do tập khí vọng tưởng của chúng sinh sinh ra? Mục 2. Hỏi về việc bát không có nhân quả, bị sa mãi vào địa ngục, và về nghiệp chung, nghiệp riêng. Bạch Thế Tôn, như tỷ khưu Ni Bảo Liên Hương giữ Bồ Tát giới, lén lút làm việc dâm dục, lại nói càng rằng làm việc dâm dục không phải giết người, không phải trộm cắp, không có nghiệp báo. Phát ra lời nói ấy rồi, trước hết nơi nữ căn sinh ra ngọn lửa hồng lớn, về sau từng đốt bị lửa đốt cháy, sa vào địa ngục vô gián. Như đại vương Lưu Ly, tỷ khưu Thiện Tinh, Lưu Ly vì giết họ hàng Cù Đàm, Thiện Tinh vì nói càng tất cả các pháp đều rỗng không, mà thân sống sa vào địa ngục A Tỳ. Các địa ngục ấy lại là có chỗ nhất định hay là tự nhiên? Khi các người kia gây nghiệp thì mỗi người chịu riêng. Xin Phật rủ lòng đại từ, khai ngộ cho kẻ ngây thơ, khiến cho tất cả chúng sinh trì giới, nghe nghĩa quyết định, vui mừng tôn trọng, kính cẩn giữ gìn không phạm. Giảng nghĩa. Ông A Nan dẫn chứng những người như Bảo Liên Hương, Lưu Ly, Thiện Tinh, hoặc gây nhiều ác nghiệp, hoặc truyền bá những tà kiến trái với nhân quả mà phải đọa vào địa ngục. Rồi ông hỏi những địa ngục ấy có chỗ nhất định hay là do những người kia tự mình tạo nghiệp, rồi tự mình riêng chịu quả báo. Câu hỏi của ông A Nan cốt để Phật chỉ rõ tâm tính theo sự huân tập mà biến hiện ra căn thân và khí giới của chúng sinh, và tâm tính cũng theo sự huân tập mà biến hiện ra bi trí của chư Phật, Bồ Tát. Khi chưa đoạn trừ hết vọng tưởng phân biệt, thì mỗi mỗi đều có cái riêng, như cá nhân của chúng sinh, như cá thể của các bậc thánh hiền. Đã có cái riêng, thì gây nhân nào là có quả ấy? Chúng sinh gây nhân ô nhiễm thì chịu quả lục đạo. Các bậc hiền thánh gây nhân thanh tịnh thì được quả giải thoát. Song, nhân quả đều là nhất tâm.
Lấy nhất tâm mà trông về nhân quả, thì nhân cũng là tâm, quả cũng là tâm, mê cũng là tâm, ngộ cũng là tâm. Không hai, không khác. Nhưng theo cái dụng nhân quả của nhất tâm mà phân tích, thì nhân nào quả nấy, mảy may không sai. Các chúng sinh đã gây nhân sinh diệt, thì tất phải chịu quả luân hồi trong lục đạo. Do chúng sinh có nghiệp báo riêng, nên gây nhân nào, thì riêng mình chịu quả báo đó. Nhưng cũng do chúng sinh có nghiệp báo chung, nên những chúng sinh gây nhân giống nhau, thì được quả báo giống nhau. Cùng có một thân thể đồng loại và chung hưởng thụ một cảnh giới với các đồng loại. Như cùng gây nhân nghiệp người, thì cùng chịu quả báo nghiệp người. Có cái thân người và thụ dụng cái cảnh của loài người. Song trong cái khung đó vẫn có những cái riêng, như thân, thể khác nhau, trí tuệ, đức hạnh khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, vân vân. Nếu ngộ được bản lai tự tính, thì tất cả những cái khác như huyễn như hóa đó, thực tế đều không sai khác, và xưa nay chỉ một tính chân như, chưa hề có sinh, có diệt, chưa hề có lục đạo và có chúng sinh. Mục 3. Khai thị về phận trong, phận ngoài của chúng sinh. Đoạn 1. Nêu chung. Phật bảo ông A Nan: Hay thay lời hỏi đó, khiến cho các chúng sinh không mắc tà kiến. Nay ông hãy nghe cho chính, tôi sẽ vì ông mà nói. A Nan: Tất cả chúng sinh thật vốn chân tính thanh tịnh, nhân những vọng kiến mà có tập khí hư vọng sinh ra. Vì thế, chia ra có phận trong và phận ngoài. Giảng nghĩa: Phật khen ngợi câu hỏi của ông A Nan và trước hết chỉ rõ tất cả chúng sinh thật vốn đồng một chân tính như chư Phật, không có sai khác. Tất cả những điều sai khác đều do vọng tưởng phân biệt. Nhưng vì chúng sinh mê lầm, không biết là do vọng tưởng phân biệt hiện ra, chấp là thật có, chấp là thật không, nên gây nghiệp nhân và chịu quả báo nhiều đời, nhiều kiếp, làm cho những thói quen vọng tưởng càng ăn sâu vào tâm thức. Những thói quen vọng tưởng đó làm cho chúng sinh thường chấp cái ngã, thường yêu cái ngã và thường gắn bó với những cái sở hữu của mình. Đó là phận trong của chúng sinh. Nhưng chúng sinh theo dục vọng, chịu đau khổ nhiều đời, nhiều kiếp, có lúc sinh ra chán nản, muốn rời bỏ cái kiếp chúng sinh, nhất là trong khi may mắn được nghe Phật Pháp, thì càng hâm mộ đạo giải thoát. Do sự nhàm chán và sự hâm mộ như thế, chúng sinh phát ra những tư tưởng thanh cao, đi ngược lại với cái ngã nhỏ nhen, với những dục vọng ô trược. Đó là phần ngoài của chúng sinh. Đoạn 2. Phận trong. A Nan, phận trong tức là ở trong phận của chúng sinh. Nhân các lòng ái nhiễm phát khởi ra vọng tình, tình chứa mãi không thôi, có thể sinh ra ái thủy. Vậy nên chúng sinh tâm nhớ thức ăn ngon, thì trong miệng nước chảy ra. Tâm nhớ người trước, hoặc thương, hoặc giận, thì trong con mắt lệ tràn. Tham cầu của báu, thì trong tâm phát ra ái duyên. Cả mình đều trơn sáng. Tâm dính vào việc thâm dục, thì hai căn nam nữ tự nhiên dịch khí chảy ra. A Nan, các cái ái đó tuy khác nhau, nhưng kết quả chảy nước là đồng. Thấm ướt không lên được, tự nhiên theo đó mà sa đọa, ấy gọi là phận trong.
Giảng nghĩa, như thế, phận trong, tức là những hành động trong phận mê lầm ham muốn của chúng sinh, những lòng ái nhiễm, những lòng tham dục, đều là những vọng tình thấm vào trong tâm thức, làm cho càng thêm nặng nề, do đó phải bị sa đọa, đó là phận trong. Đoạn 3. Phận ngoài. A nan, phận ngoài, tức là ngoài phận của chúng sinh. Nhân các lòng phát ngưỡng, phát minh ra những lý tưởng, tưởng chứa mãi không thôi, có thể sinh ra những thắng khí. Vậy nên chúng sinh tâm giữ cấm giới, cả mình nhẹ nhàng trong sạch, tâm trì chú ấn, con mắt ngó hùng dũng uy nghiêm, tâm muốn sinh lên cõi trời, chim bao thấy bay lên, để tâm nơi cõi Phật, thánh cảnh thầm hiện ra, thờ vị thiện tri thức, tự khinh rẻ thân mệnh mình. A nan, các tượng đó tuy khác, nhưng nhẹ nhàng cất lên thì đồng nhau, cất bay không chìm xuống, tự nhiên vượt lên, đó là phận ngoài. Giảng nghĩa, còn phận ngoài là những hành động ngoài phận mê chấp tham dục của chúng sinh. Như trên đã nói, nhân nhàm chán kiếp khổ chúng sinh và mơ ước được giải thoát, chúng sinh phát ra những tư tưởng thanh cao, nhằm thoát ly các sự mê lầm ô nhiễm. Những tư tưởng ấy thuận theo lý trí, chống lại vọng tình, làm cho tâm thức nhẹ nhàng, vượt lên các cõi trên, đó là phận ngoài. Đoạn 4. Phân biệt tình, tưởng nhẹ nặng. A nan, tất cả thế gian, sống chết nối nhau, sống thuận theo tập quán, chết thì đổi sang dòng khác. Khi gần mệnh chung, chưa hết hơi nóng, thiện ác một đời đồng thời liền hiện ra. Cái nghịch của chết, cái thuận của sống, hai tập khí giao xen lẫn nhau. Thuận là tưởng, thì liền bay lên, chắc sinh trên các cõi trời. Nếu trong tâm bay lên, gồm có phúc đức trí tuệ cùng với tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được khai ngộ, thấy tất cả tịnh độ thập phương chư Phật, theo nguyện mà vãng sinh, tình ít tưởng nhiều, cất lên không xa, thì làm phi tiên, đại lực quỷ vương, phi hành giả xoa, địa hành la sát, đi khắp bốn cõi trời, không bị ngăn ngại. Nếu có nguyện tốt, tâm tốt, hộ trì Phật Pháp, được hộ trì cấm giới, theo người trì giới, hoặc hộ trì thần chú, theo người trì chú, hoặc hộ trì thiền định, giữ yên pháp nhẫn, thì những hạng đó chính mình được tọa ở dưới pháp tọa Như Lai. Chính mình được ở dưới pháp tọa Như Lai. Tình và tưởng cân nhau, không bay lên, không đọa xuống, thì sinh nơi nhân gian. Tưởng sáng suốt nên thông minh, tình u ám nên ngu độn. Tình nhiều, tưởng ít, đi vào các loại hoành sinh, nặng làm giống có lông, nhẹ làm giống có cánh. Bảy phần tình, ba phần tưởng, chìm xuống dưới thủy luân, sinh nơi mé hỏa luân, chịu khí phần của lửa hồng, thân làm ngạ quỷ, thường bị đốt cháy, vì nước có thể hại mình, nên trải trăm nghìn kiếp, không ăn không uống. Chín phần tình, một phần tưởng, xuống thấu qua hỏa luân, và giữa giao giới phong luân và hỏa luân, nhẹ thì sinh vào hữu gián, nặng thì sinh vào vô gián. Hai thứ địa ngục, thuần là tình, thì chìm sâu vào ngục A Tỳ. Nếu trong tâm chìm sâu đó, lại có hủy bán đại thừa, phá cấm giới của Phật, lừa dối nói pháp để tham cầu tín thí, lạm nhận cung kính hoặc phạm ngũ nghịch thập trọng, thì lại còn sinh vào địa ngục A Tỳ thập phương.
theo ác nghiệp gây ra, tuy tự chuốc lấy quả báo, nhưng trong đồng phận chung vẫn có chỗ sẵn. Giảng nghĩa, chúng sinh mê lầm chấp ngã, lấy phân biệt làm tâm, lấy xác thịt làm thân, nên phải theo với cái thân, cái tâm ấy mà xoay vần trong đường sinh tử. Chúng sinh trong mỗi nghiệp, lúc đương sống thì hàng ngày hành động theo nghiệp thức hiện tiền của mình, nhưng đến khi chết thì lại phải tùy theo sự huân tập mà đổi sang nghiệp khác. Trong lúc lâm chung, thân thể rã rời, không còn thấy nghe gì nữa, thì ý thức hoang mang, hiện ra nhiều cảnh, theo sự ghi nhớ trong một đời, đặc biệt là hiện ra những việc thiện ác đã từng làm. Việc ác thuộc về phận trong, việc thiện thuộc về phận ngoài. Hai thứ việc đó đua nhau lôi kéo tâm thức đi lên hoặc đi xuống. Nếu thuần là tư tưởng thanh cao, thì nhất định bay lên, sinh vào các cõi trời. Nếu thuần cái tâm trong lúc bay lên, lại có thêm phúc đức trí tuệ và đại nguyện vãng sinh tịnh độ, thì tự nhiên được thấy Phật và theo nguyện vãng sinh. Nếu vọng tình tham dục thì ít, tư tưởng thanh cao thì nhiều, thì cũng được đi lên, nhưng không xa lắm, sinh vào các hạng phi thiên, vân vân, thuộc các cõi trời tứ thiên vương thiên. Trong đó, những người có thiện tâm, phát nguyện hộ trì chính pháp, bảo vệ những người tu hành, thì cũng được chính mình ở dưới pháp tọa Như Lai. Tình và tưởng bằng nhau thì không bay lên, không xa xuống, trở lại sinh vào cõi người. Tưởng nhích hơn một chút thì thông minh, tình nhích hơn một chút thì ngu muội, tình nhiều tưởng ít thì đọa vào các loài súc sinh, nặng làm giống có lông, nhẹ làm giống có cánh. Bảy phần tình, ba phần tưởng thì xa xuống sâu hơn, sinh vào loài ngạ quỷ, không được ăn uống trong trăm ngàn kiếp. Chín phần tình, một phần tưởng thì xa xuống địa ngục, nhẹ vào địa ngục hữu gián, nặng vào địa ngục vô gián. Thuần là tình thì vào địa ngục A Tỳ. Nếu trong tâm thức đi xuống còn phạm những tội phỉ báng chính pháp, phá cấm giới Phật, là dối nói pháp để lạm nhận tín thí và cung kính, hay là phạm những tội ngũ nghịch thập trọng, thì khi đến cõi này tan rã không còn, lại sinh vào địa ngục A Tỳ cõi khác. Như thế, tất cả lục đạo đều do chúng sinh tự mình gây ra nghiệp nhân, rồi tự mình chịu lấy quả báo. Quả báo giống nhau thì thụ dụng cảnh giới giống nhau. Cảnh giới nghiệp chung ấy vẫn có chỗ nhất định. Chương 4. Chỉ ra 10 tập nhân và 6 giao báo. Đoạn 1. Tóm nêu danh mục. A Nan, những điều như thế đều do nghiệp báo các chúng sinh kia tự chiêu cảm lấy. Như gây 10 tập nhân thì chịu 6 giao báo. Giảng nghĩa, trong mục 4 này, Phật chỉ dạy về nhân quả của ba đường dữ là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, nghĩa là dạy cho chúng sinh gây 10 tập nhân, nên phải chịu 6 giao báo. Tập nhân là cái nhân của sự huân tập. Mỗi hành động của con người, như việc làm, lời nói và nhất là ý nghĩa, đều huân tập thức thứ 8. Do sự huân tập thường xuyên theo một chiều hướng như nhau, nên ảnh hưởng đến quả dị thục nơi thức thứ 8 rất mạnh, tạo thành các nghiệp báo. Thức thứ 8 như một bãi kho, không phân biệt thiện ác, đưa vào nhiều đồ xấu,
thì cái kho hình thành kho đồ xấu, đưa vào nhiều đồ tốt. Cái kho hình thành kho đồ tốt, khi đưa vào đồ tốt, khi đưa vào đồ xấu, thì cái kho hình thành có cả đồ tốt và đồ xấu. Mỗi tâm niệm đều có huân tập thức thứ 8. Tâm niệm xấu nhiều thì hình thành quả báo xấu. Tâm niệm tốt nhiều thì hình thành quả báo tốt. Tự mình gây nhân rồi tự mình chịu quả, chứ không cần có ai thưởng phạt cả. Đoạn 2. Khai thị 10 tập nhân. Thế nào là 10 tập nhân? A Nan, một là tập quán dâm dục, giao tiếp cùng nhau, phát sinh cọ xát lẫn nhau, cọ xát mãi không thôi. Như thế, nên trong ấy có ngọn lửa hồng lớn nổi lên. Ví như, có người lấy hai bàn tay cọ xát lẫn nhau, thì cảm giác nóng hiện ra. Hai cái tập khí đốt nhau, nên có những việc dường sắc trụ đồng. Vậy nên, tất cả các đức Như Lai Tập Phương nhận xét việc dâm dục, đồng gọi là lửa dục. Bồ Tát đối với dâm dục, tránh như hầm lửa. Hai là tập quán tham lam, so đo hơn thiệt, phát sinh hấp thụ lẫn nhau, hấp thụ ôm ấp mãi không thôi. Như thế, nên chứa hơi lạnh bên trong thành giá cứng, làm cho nẻ nứt. Ví như, có người hút hơi gió vào, thì có cảm xúc lạnh. Hai tập khí lấn nhau, nên có những sự tra tra, ba ba, la la, thanh liên, xích liên, bạch liên, hàng băng, vân vân. Vậy nên, tất cả các đức Như Lai Tập Phương nhận xét việc tham cầu quá nhiều, đồng gọi là nước tham. Bồ Tát đối với lòng tham, tránh như biển độc. Ba là tập quán ngã mạn, lấn lướt lẫn nhau, phát sinh ỷ thế với nhau, dông ruổi không thôi. Như thế nên có sự bồn ba sôi nổi, chứa lại thành nước. Ví như có người miệng lưỡi tự chép, làm cho nước bọt chảy ra. Hai tập khí chọi nhau nên có các việc sông huyết, sông tro, cát nóng, biển độc, bắt uống nước đồng chảy, vân vân. Vậy nên tất cả các đức Như Lai mười phương nhận xét về lòng ngã mạn, đồng gọi là uống nước si mê. Bồ Tát đối với ngã mạn, tránh như vực thẳm lớn. Bốn là tập quán nóng giận, xung đột cùng nhau, phát sinh chống đối lẫn nhau, chống đối mãi không thôi. Tâm nổi nóng phát ra lửa, nấu cái khí thành kim thuộc. Vì thế nên có núi đao, đòn sắt, cây gươm, bánh xe gươm, những búa, những vớt, những thương, những cưa. Ví như có người bị hàm oan thì sát khí nổi lên. Hai tập khí đập nhau nên có các sự thiến, cắt, chém, chặt, dùi, đâm, đập, đánh. Vậy nên, tất cả các đức Như Lai Thập Phương nhận xét sự nóng giận, đồng gọi là dao gươm bén. Bồ Tát đối với lòng nóng giận, tránh như tránh chém giết. Năm là tập quán giả dối, dụ dỗ theo nhau, phát sinh lôi kéo lẫn nhau, dẫn dắt mãi không thôi. Như thế nên có dây, cây, thòng lọng, căng nọc. Ví như nước thấm ruộng thì cỏ cây lớn lên. Hai tập khí kéo nhau nên có các sự gông, cùm, xiềng, xích, roi, gậy, qua, bổng. Vậy nên tất cả các đức Như Lai Thập Phương nhận xét sự giả dối, đồng gọi là sâm tặc. Bồ Tát đối với sự gian dối, sợ như beo sói. Sáu là tập quán lừa gạt, lừa dối với nhau,
phát sinh phỉnh gạt lẫn nhau, phỉnh gạt mãi không thôi, phát tâm gây điều gian dối. Như thế, nên có bụi, đất, đại tiện, tiểu tiện, các đồ nhơ nhớp không sạch, như bụi theo gió, không thấy lẫn nhau. Hai tập khí dìm nhau, nên có những sự chìm đắm, nhảy, ném, bay, rơi, trôi lăn. Vậy nên, tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự lừa gạt, đồng gọi là cướp giết. Bồ Tát đối với sự lừa gạt như dẫm rắn độc. 7. Là tập quán thù oán, hiềm khích lẫn nhau, phát sinh ôm ấp lòng giận. Như thế, nên có quăng đá, ném gạch, hộp nhốt, xe củi, bình đựng, đẩy bọc, như người hiểm độc ôm ấp điều dữ. Hai tập khí nuốt nhau, nên có những sự ném, quăng, nắm, bắt, đánh, bắn, gieo, ôm. Vậy nên, tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự thù oán, gọi là quỷ phi hại. Bồ Tát đối với sự thù oán như uống rượu độc. 8. Là tập quán ác kiến, tranh cãi với nhau, như ngã kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tà ngộ, phát sinh chống trái lẫn nhau. Như thế nên có quan lại chứng thực, nắm giữ giấy tờ, đông như người đi đường qua lại gặp nhau. Hai tập khí giao nhau nên có các sự khám hỏi, mưu mẹo, khảo tấn, đòi hỏi, gạn xét, cứu tra cho rõ, và những đồng tử thiện ác, tay cầm sổ sách, biện bạch cãi vã. Vậy nên, tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét ác kiến, đồng gọi là kiến khanh. Bồ Tát đối với những thiên chấp hư vọng, như đứng bên hố độc. 9. Là tập quán vu vạ, làm hại cho nhau, phát sinh sự vu bán. Như thế, nên có hợp sơn, hợp thạch, cối nghiền, cối xây, ví như kẻ sầm tặc, áp bức vu oan người lương thiện. Hai tập khí bài xích lẫn nhau, nên có các sự áp giải, đè đập, ép huyết, tuốt mình. Vậy nên, tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự vu vạ, đồng gọi là sàm hổ. Bồ Tát đối với sự vu vạ như bị sét đánh. 10. Là tập quán kiện thưa, cãi vã lẫn nhau, phát sinh sự che đậy. Như thế, nên có gương soi, đuốc chiếu, như giữa ban ngày, không giấu bóng được. Hai tập khí phô bày lẫn nhau, nên có ác hữu, nghiệp kính, hỏa châu phơi bày nghiệp xưa đối nghiệm các việc. Vậy nên, tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự che đậy, gọi là giặc ngầm. Bồ Tát đối với sự che đậy, như đội núi cao, lội trong biển lớn. Giảng nghĩa, 10 tập nhân là những tâm niệm liên tục thành tập quán về dâm dục, về tham lam, về ngã mạn, về nóng giận, về lừa gạt, về thù oán, về ác kiến, về vu vạ, về kiện thưa. Nó phát sinh ra những quả báo rất đáng ghê sợ trong các địa ngục. Đoạn 3. Tóm nêu 6 giao báo. Thế nào là 6 giao báo? A Nan, tất cả chúng sinh, 6 thức gây nghiệp, nên ác báo chuốc lấy, đều từ 6 căn mà ra. Giảng nghĩa, chúng sinh huân tập những điều xấu vào thức thứ 8, nên phải chuốc lấy những ác báo nơi 6 căn. Đoạn 4. Khai thị 6 giao báo. Các ác báo từ 6 căn ra như thế nào? 1. Là giao báo về thấy, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp thấy ấy giao báo,
thì lúc lâm chung, trước hết thấy lửa hồng đầy khắp mười phương, thân thức người chết bay rơi theo khói vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là thấy sáng, thì khắp thấy nhiều thú vật dữ, sinh ra khiếp sợ vô cùng. Hai là thấy tối, lặng vậy không thấy gì, sinh ra hoảng hốt vô hạn. Lửa thấy như thế, đốt cái nghe thì có thể làm vạt dầu sôi, làm nước đồng chảy, đốt hơi thở thì có thể làm khói đen, lửa đỏ, đốt cái nếm thì có thể làm viên tròn nung đỏ, làm cơm sắt, đốt cảm xúc thì có thể làm tro nóng, lò than, đốt tâm ý thì có thể sinh ra sao lửa, rưới khắp, làm rung động cả cõi hư không. Hai là do báo về nghe, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp nghe ấy giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết, thấy sóng cuộn chìm ngập trời đất, thần thức người chết, xa xuống theo dòng vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là nghe tỏ, nghe các thứ ồn ào, tinh thần rối loạn. Hai là điếc hẳn, lặng lẽ, không nghe gì, thức thần chìm liệm. Sống nghe như thế, rót vào cái nghe, thì có thể làm trách, làm hỏi. Rót vào cái thấy, thì có thể làm sấm, làm thét, làm hơi độc dữ. Rót vào hơi thở, thì có thể làm mưa, làm mù, rưới các sâu độc đầy khắp thân thể. Rót vào các vị, thì có thể làm mũ, làm huyết, các thứ nhơ nhớp. Rót vào cảm xúc, thì có thể làm con súc, làm con quỷ, làm phân, làm nước tiểu. Rót vào ý nghĩ, thì có thể làm chớp, làm mưa đá, đập nát tâm thức. Ba là giao báo về ngửi, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp ngửi ấy giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết, thấy hơi độc đầy nhảy xa gần, thần thức người chết, từ dưới đất trỗi lên, vào ngục vô gián, phát hiện ra hai tướng. Một là ngửi thông, bị các hơi dữ xông tột bực, làm cho tâm rối loạn. Hai là ngạt mũi, hơi thở ngạt không thông, nằm chết giấc dưới đất. Hơi ngửi như thế, xông vào hơi thở, thì có thể làm thông, làm ngạt. Xông vào cái thấy, thì có thể làm lửa, làm đuốc. Xông vào cái nghe, thì có thể làm chìm ngập, làm chết đuối, làm nước lớn, làm nước sôi. Xông vào cái vị, thì có thể làm đói, làm ngấy. Xông vào cái cảm xúc, thì có thể làm xấu, làm nát. Làm núi thịt lớn có trăm ngàn con mắt, hút ăn không cùng. Xông vào ý nghĩ, thì có thể làm tro, làm chướng khí, làm gạch đá bay lên đánh nát thân thể. 4. Là giao báo về vị, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp vị ấy giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết, thấy lưới sắt nung đỏ che khắp thế giới. Thần thức người chết từ dưới tung lên, mắt lưới treo ngược đầu xuống. Vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là nuốt vào, thì kết thành giá lạnh, làm nứt nẻ thân thể. Hai là mửa ra, thì bay lên thành lửa hồng, đốt rụi xương tủy. Vị báo như thế, qua cái nếm thì có thể làm nhận, làm chịu. Qua cái thấy thì có thể làm các thứ kim thạch đốt cháy. Qua cái nghe thì có thể làm binh khí sắc bén. Qua hơi thở thì có thể làm lòng sắt lớn che khắp cõi nước. Qua cảm xúc thì có thể làm cung, làm tên, làm mỏ, làm bắn. Qua ý nghĩ thì có thể làm sắt nóng bay từ trên không rưới xuống.
Năm là giao báo về xúc, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp xúc ấy giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết, thấy núi lớn bốn mặt hợp lại, không còn đường ra. Thần thức người chết thấy thành sắc lớn, rắn lửa, chó lửa, hùng sói, sư tử, ngục tốt đầu trâu, la sát đầu ngựa, tay cầm thương, sóc, lùa vào cửa thành, hướng về ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là hợp xúc, thì núi kẹp ép mình, xương thịt nát ra máu. Hai là ly xúc, thì dao gươm chạm vào mình, tim gan cắt xẻ. Xúc báo như vậy, qua cái xúc, thì có thể làm đạo, làm quán, làm sảnh, làm án. Qua cái thấy, thì có thể làm đốt, làm nung. Qua cái nghe, thì có thể làm đập, làm đánh, làm đâm, làm bắn. Qua hơi thở, thì có thể làm trùm, làm đẩy, làm tra, làm trói. Qua cái nếm, thì có thể làm cày, làm kìm, làm chém, làm chặt. Qua ý nghĩ, thì có thể làm rơi, làm bay, làm nấu, làm nướng. Sáu là giao báo về ý nghĩ, chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp ý ấy giao báo, thì lúc lâm chung, trước hết thấy gió dữ thổi nát cõi nước, thần thức người chết bị thổi lên trên không, xoay rơi theo gió, sa vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là không biết, tột mê, thì hoang mang, rủi chạy không thôi. Hai là không mê, hay biết, thì khổ, bị đốt cháy không cùng, đầu buốt không chịu nổi. Ý báo như thế, kết vào ý nghĩ, thì có thể làm phương, làm sở. Kết vào cái thấy, có thể làm gương soi, làm chứng cứ. Kết vào cái nghe, thì có thể làm đại hợp thạch, làm giá, làm xương, làm đất, làm mù. Kết vào hơi thở, thì có thể làm xe lửa lớn, làm thuyền lửa, củi lửa. Kết vào cái nếm, thì có thể làm kêu la to, làm ăn năn, làm khóc lóc. Kết vào cái cảm xúc, thì có thể làm lớn, làm nhỏ, làm cho một ngày muôn lần sống, muôn lần chết, làm nghiêng, làm ngửa. Giảng nghĩa. Trong lúc lâm chung, khi nghiệp cũ chưa rời hẳn, quả báo mới chưa hiện thành, thì nơi ý thức người chết, theo sự huân tập, hiện ra những cảnh rất đáng ghê sợ, thế gọi là giao báo. Trong đoạn này, Phật phân tích 6 giao báo, theo 6 căn để cho dễ hiểu. Thực tế thì ác nghiệp đã gây nên thường phức tạp, nên giao báo thường cũng phức tạp. Phật dạy về địa ngục, theo những quan niệm của thế gian lúc bấy giờ. Ví dụ, hằng ngày ta thấy con giun đất chui ra khỏi mặt đất, gặp trời nắng thì lăn ra chết. Nhưng chúng ta không tưởng tượng được nỗi đau khổ của con giun đất lăn ra chết như vậy. Sự thật thì cái đau khổ đó, tức là cái đau khổ trong địa ngục lửa hồng, không có gì khác và cũng không có người nào đem nhốt vào địa ngục cả. Song Phật đã cảnh địa ngục, hình như lấy thân người mà chịu các đau khổ, là cốt để cho những chúng sinh ngoan cường biết sợ và tìm cách sửa chữa. Đoạn 5. Kết luận nói về tập nhân, giao báo khi toàn, khi khuyết, và đáp lại là gây nghiệp riêng mà có đồng phận chung. A Nan, thế gọi là 10 nhân và 6 quả của địa ngục. Nhân quả ấy đều do mê vọng của chúng sinh tạo ra. Nếu các chúng sinh 6 căn đồng tạo nghiệp dữ, thì vào ngục A Tỳ chịu khổ vô cùng trong vô lượng kiếp. Nếu từng mỗi căn tạo ra
và nghiệp dữ đã làm gồm cả cảnh và căn, thì người ấy vào tám ngục vô gián. Nếu cả thân, khẩu, ý làm việc sát, đạo, dâm, thì người ấy vào thập bát địa ngục. Không đủ cả ba nghiệp thân, khẩu, ý làm việc sát, đạo, dâm, thì người ấy vào thập bát địa ngục. Không đủ cả ba nghiệp thân, khẩu, ý, hoặc trong ấy chỉ làm một việc sát, hoặc một việc đạo, thì người ấy vào trong tam thập lục địa ngục. Chỉ có một căn riêng làm một việc, thì người ấy vào nhất bách bát địa ngục. Do những chúng sinh ấy riêng gây ra nghiệp, nên vào chỗ đồng phận trong giới ấy. Đó đều do vọng tưởng phát sinh ra, không phải bản lai tự có. Giảng nghĩa. Trong đoạn này, Phật chỉ dạy 10 tập nhân và 6 giao báo, đều là những nhân quả do sự mê vọng của chúng sinh tạo thành. Chúng sinh đem những tâm niệm xấu huân tập thức thứ 8, thì thức thứ 8 theo sự huân tập ấy mà hiện ra những quả báo xấu. Quả báo xấu nhiều hay ít, tùy sự huân tập nhiều hay ít. Các chúng sinh gây những nghiệp dữ như nhau, thì hưởng thụ những cảnh giới như nhau. Đó là cảnh giới đồng phận. Nhưng cảnh giới nào cũng do thức thứ 8 biến hiện ra, như huyễn, như hóa. Bản lai không phải tự có. Đoạn 6. Khai thị các dư báo. Lại nữa, A Nan, các chúng sinh đó, nếu không phải gây tội chê phá luật nghi, phạm Bồ Tát giới, hủy bán niết bàn của Phật, mà chỉ phạm những nghiệp phức tạp khác nhau, thì sau khi bị đốt cháy nhiều kiếp, đền tội hết rồi, thì chịu những hình quỷ. Nếu nơi bản thân do tham vật mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp vật thành hình, gọi là quái quỷ. Do tham sắc mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp gió thành hình, gọi là bạc quỷ. Do tham dối trá mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp giống súc thành hình, gọi là mị quỷ. Do tham nóng giận mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp con sâu thành hình, gọi là cổ độc quỷ. Do tham thù oán mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp vận suy kẻ thù mà thành hình, gọi là lệ quỷ. Do tham ngã mạn mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp khí thành hình, gọi là ngạ quỷ. Do tham lừa gạt mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp u ẩn thành hình, gọi là áp quỷ. Do tham ác kiến mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp tinh hoa thành hình, gọi là vọng lượng quỷ. Do tham vu vạ mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp linh hiển thành hình, gọi là dịch sử quỷ. Do tham bè phái, che giấu mà làm ra tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp con người thành hình, gọi là truyền tống quỷ. A Nan, những người đó đều vì thuần tình phải đọa lạc. Khi lửa nghiệp đốt sạch rồi, thì lên làm quỷ. Như thế đều do cái nghiệp vọng tưởng tự mình chuốc lấy. Nếu ngộ được tính Bồ Đề, thì nơi tính diệu viên minh vốn không có gì. Lại nữa, A Nan, khi nghiệp quỷ đã hết, tình và tưởng cả hai đều thành không, thì mới ở nơi thế gian, cùng với người mắc nợ cũ, oán đối gặp nhau.
thân làm súc sinh để trả nợ cũ. Quái quỷ theo vật, vật tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài chim kêu. Bạc quỷ theo gió, gió tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm tất cả những loại cửu trưng kỳ dị. Mỹ quỷ theo súc, súc chết báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài hồ. Cổ quỷ theo sâu, sâu diệt báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài có độc. Lệ quỷ theo vận suy, suy tột báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài giun. Ngạ quỷ theo khí, khí tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài cung cấp thịt ăn. Áp quỷ theo u ẩn tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài cung cấp đồ mặc. Vọng lượng quỷ theo tinh hoa tiêu báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm các loại chim mùa. Dịch sử quỷ theo sự linh hiển diệt báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm tất cả các loài hưu trưng. Truyền tống quỷ theo người, người chết báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm các loài quấn quýt bên người. À nan, bọn ấy đều do lửa nghiệp đốt xong, sinh ra loài súc, trả hết nợ cũ. Như thế, đều do những nghiệp hư vọng của tự mình chuốc lấy. Nếu ngộ được tính Bồ Đề, thì các vọng duyên đó vốn không có gì. Như lời ông nói, bọn Bảo Liên Hương, Lưu Ly Vương, Thiện Tinh Tỷ Khưu đều vốn tự mình gây ra nghiệp dữ. Nghiệp ấy không phải từ trên trời xa xuống, từ dưới đất phát ra, và cũng không phải do người khác đưa tới, mà chính do vọng tưởng của tự mình gây ra, rồi tự mình phải chịu quả báo. Nơi tâm Bồ Đề, đó chỉ là sự kết đông của vọng tưởng giả dối. Lại nữa, A Nan, các súc sinh ấy đền trả nợ trước. Nếu trong lúc trả nợ, trả quá nợ cũ, thì những chúng sinh ấy trở lại làm người, đòi lại chỗ thừa. Nếu bên kia có sức, lại có cả phúc đức, thì ở trong loài người, không rời bỏ thân người, mà hoàn lại chỗ thừa đó. Còn nếu không phúc đức, thì phải làm súc sinh đền lại chỗ thừa. A Nan, nên biết, nếu dùng tiền của hoặc sức người ta, thì đền đủ là xong. Còn như trong ấy, có giết thân mạng, hoặc ăn thịt kẻ khác, như thế, thì đi đến ăn nhau, giết nhau, trải qua nhiều kiếp, số như vi trần, cũng như bánh xe xoay vần, thay đổi bên cao, bên thấp, không có dừng nghỉ, trừ khi được phép Samatha hoặc gặp Phật ra đời, thì không thể thôi được. Nay ông nên biết loài chim kêu kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng ngoan cố, giống cửu trưng kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng quái dị. Những loài hồ kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng ngu dại. Những loài có độc kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng nham hiểm. Những loài giun kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng hèn nhát. Những loài cung cấp thịt ăn kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp
hạng nhu nhược. Những loài cung cấp đồ mặc kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng lao lụy. Những loài chim mùa kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng văn hoa. Những loài hưu trưng kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng thông minh. Những loài quấn vít theo người kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng thông đạt. A Nan, bọn ấy trả hết nợ cũ, trở lại hình người, đều do từ vô thủy đến nay điên đảo gây nghiệp, vay trả thừa thiếu, sinh nhau, giết nhau. Nếu không gặp Như Lai, không nghe chính pháp, thì ở trong trần lao, máy móc xoay vần mãi mãi, bọn ấy gọi là thật đáng thương xót. Giảng nghĩa, trừ những tội phá luật, phạm giới, hủy bán Phật Pháp, làm tổn thương đến tuệ mạng của chúng sinh, nên phải chịu quả báo địa ngục trong nhiều kiếp. Chúng sinh gây những nghiệp dữ khác, khi đã đền tội hết rồi, thì được lên làm các loài quỷ để chịu những quả báo còn lại của các nghiệp dữ đã gây ra. Đến khi dư báo trong loài quỷ đã chịu đủ, ác quả của các nghiệp dữ cũng đã hết rồi, thì mới lên làm súc sinh, trả lại các nợ cũ. Nói tóm lại, những nhân quả trong ba đường dữ là địa ngục, quỷ và súc đều do tự tâm gây nhân và chuốc lấy quả. Những nhân quả đó không phải từ trên trời xa xuống và cũng không phải do người khác đưa đến, mà chính do những vọng tưởng giả dối, chấp có cái ta thật, có sự vật thật, nên mới hóa thành có thật. Tất cả đều do tự tâm huân tập, tự tâm bằng những tư tưởng xấu, làm cho tự tâm hiện ra những quả báo xấu. Nếu ngộ được bản lai tâm tính, thì tất cả sự vật đều như huyễn, như hóa, vốn không có ai làm và làm cái gì, vốn không có ai chịu và chịu cái gì. Lại trong lúc lấy thân súc sinh trả các nợ cũ, nếu trả quá phần mắc nợ thì trở lại làm người, đòi lại những cái đã trả dư. Như thế trong đường luân hồi, chúng sinh vay trả, trả vay lẫn nhau, nhất là khi mắc nợ thân mạng, trong vô lượng vô số kiếp, trừ khi gặp Phật, nghe pháp tu trì thì không lúc nào dừng nghỉ. Chúng sinh gây các ác nghiệp, khi chịu hết quả báo huân tập và đối đãi rồi, trở lại làm người, thì tùy những tập quán trước kia mà thành những người có tư cách khác nhau. Có những người thông minh, có những người ngu dại. Thế mới biết được, sinh làm người không phải là dễ. Nếu không học hiểu chính pháp, biết nhân, biết quả, bỏ dữ, làm lành, lỡ ra phải sa vào đường dữ, thì rất khó trở lại làm người được. Mục 5. Tu nhân riêng biệt, thành quả hư vọng. Đoạn 1. Nêu chung. A Nan, lại có chúng sinh từ loài người, không nương theo chính giác tu phép Tam Ma Đề, lại riêng tu theo vọng niệm, để tâm củng cố hình hài, vào trong rừng núi, những chỗ người ta không đến được, thành 10 thứ tiên. Giảng nghĩa, từ loài người, nếu không tu theo chính pháp, để tự giải thoát ra khỏi sự sống chết, lại riêng tu theo vọng niệm, mong muốn thân thể sống mãi không chết, thì có thể thành 10 thứ tiên. Ở những nơi vắng vẻ không người, 10 thứ tiên này
có thể sống lâu đến ngàn vạn tuổi, nhưng cuối cùng cũng phải chết vì không thể tránh được quy luật. Hễ có sống thì có chết. Nhưng ở đây, ta cũng thấy sức mạnh của tư tưởng. Khi biết chuyên chú vào mục đích nhất định, sức mạnh đó đã thay đổi lối sống bình thường của con người, kéo dài sự sống đến một thời gian rất lâu. Đoạn 2. Riêng thành 10 thứ tiên. À nàng, các chúng sinh kia kiên cố dùng đồ bổ mà không dừng nghỉ. Khi đạo ăn được thành tựu thì gọi là địa hành tiên. Kiên cố dùng cỏ cây mà không dừng nghỉ. Khi đạo thuốc được thành tựu thì gọi là phi hành tiên. Kiên cố dùng kim thạch mà không dừng nghỉ. Khi đạo hóa chất được thành tựu thì gọi là du hành tiên. Kiên cố làm những động tác mà không dừng nghỉ. Khi khí tinh được thành tựu thì gọi là không hành tiên. Kiên cố luyện nước bọt mà không dừng nghỉ. Khi nhuận đức được thành tựu thì gọi là thiên hành tiên. Kiên cố hấp thụ tinh hoa mà không dừng nghỉ. Khi hấp thụ được thành tựu thì gọi là thông hành tiên. Kiên cố làm thuật phù chú mà không dừng nghỉ. Khi thuật pháp được thành tựu thì gọi là đạo hành tiên. Kiên cố chuyên chú tâm niệm mà không dừng nghỉ. Khi chuyên niệm được thành tựu thì gọi là chiếu hành tiên. Kiên cố về thủy hỏa giao cấu mà không dừng nghỉ. Khi cảm ứng được thành tựu thì gọi là tinh hành tiên. Kiên cố tập luyện biến hóa mà không dừng nghỉ. Khi giác ngộ được thành tựu thì gọi là tuyệt hành tiên. Giảng nghĩa: đạo tiên thật khó, phải chuyên tâm trì trí tu hành lâu ngày, không hề dừng nghỉ, thì mới thành được. Có người chuyên dùng những đồ bổ, thì thành địa hành tiên. Có người chuyên dùng những cỏ cây, thì thành phi hành tiên. Có người chuyên luyện đồ kim thạch, làm thuốc trường sinh, thì thành du hành tiên. Có người chuyên tập những động tác đặc biệt thì thành không hành tiên. Có người chuyên luyện nước bọt thì thành thiên hành tiên. Có người chuyên hấp thụ tinh hoa trời đất thì thành thông hành tiên. Có người chuyên tập những phù chú chữa bệnh cho đời lại giúp mình thêm sức khỏe thì thành đạo hành tiên. Có người chuyên chú tư tưởng về một nơi, làm cho tâm được yên lặng, thì thành chiếu hành tiên. Có người chuyên vận dụng khí huyết từ đơn điền thấu qua hạ quan, trung quan, thượng quan, rồi đi khắp toàn thân, làm cho thủy hỏa tương tế, khí huyết xoay vần không bị ngăn trở, thì thành tinh hành tiên. Có người chuyên về biến hóa, thức thần ra khỏi thân thể, khi ẩn, khi hiện, tùy ý, thì thành tuyệt hành tiên. Khi ẩn, khi hiện, tùy ý, thì thành tuyệt hành tiên. Đoạn 3. Tổng kết về đạo tiên. A nan, bọn ấy đều ở trong loài người mà luyện tâm. Tuy không tu chính giác, nhưng riêng được lẽ sống, thọ ngàn vạn tuổi, nghỉ ở trong núi sâu hoặc trên đảo giữa bể cả, cách tuyệt chỗ người ở. Đó cũng là vọng tưởng luân hồi lưu chuyển. Nếu không tu phép tam muội, thì khi quả báo hết rồi, trở lại tản vào trong lục đạo. Giảng nghĩa: những người tu hành như thế, tuy có công luyện tập, nhưng không biết chính pháp, nên mặc dầu riêng được lẽ sống, thọ ngàn vạn tuổi,
cuối cùng cũng phải chết và xoay vần trong lục đạo. Mục 6. Các cõi trời sai khác. Đoạn 1. Dục giới. A nan, các người thế gian không cầu đạo thường trụ, chưa có thể rời bỏ được sự ân ái với vợ mình, nhưng tâm không buông lung trong việc tà dâm. Do tâm đứng lặng sinh ra sáng suốt, sau khi mệnh chung ở gần với mặt trời, mặt trăng, một loài như thế, gọi là tứ thiên vương thiên. Đối với vợ mình, dâm mái ít ỏi trong lúc định cư, không được toàn vị, thì sau khi mệnh chung, vượt ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ở trên chót nhân gian, một loài như thế, gọi là đao lợi thiên. Gặp cảnh dục tạm theo, bỏ đi không nhớ nghĩ, ở trong nhân gian, động ít, tỉnh nhiều, thì sau khi mệnh chung, sáng rỡ ở yên trong cõi hư không, ánh sáng mặt trời, mặt trăng không soi đến được, và những người ấy tự mình có ánh sáng, một loài như thế, gọi là tu diệm ma thiên. Lúc nào cũng tỉnh, nhưng khi có cảm xúc đến bên mình, chưa chống đối được, thì sau khi mệnh chung, lên trên chỗ tinh vi, không tiếp với những cảnh nhân thiên cõi dưới, cho đến gặp hoại kiếp, tam tai cũng không đến nơi. Một loài như thế gọi là đâu xuất đà thiên. Chính mình không có tâm dâm dục, chỉ đáp ứng với người khác mà làm, trong lúc vô bày, vô vị như ăn sáp, thì sau khi mệnh chung, vượt lên sinh vào cảnh biến hóa, một loài như thế gọi là lạc biến hóa thiên. Không có tâm thế gian, chỉ đồng với thế gian mà làm việc ngũ dục, trong lúc làm việc ấy rõ ràng là siêu thoát, thì sau khi mệnh chung vượt trên tất cả những cảnh biến hóa và không biến hóa, một loài như thế gọi là tha hóa tự tại thiên. A nan, sáu cõi trời như thế, hình thức tuy khỏi động, nhưng tâm tính còn dính dấp, từ các cõi ấy trở xuống gọi là dục giới. Giản nghĩa, những chúng sinh hưởng thụ cảnh giới tốt hơn loài người thì gọi là loài trời. Có những loài trời còn nghĩ ít nhiều đến sự dâm dục thì gọi là loài trời dục giới. Có những loài trời thoát ly được ngũ dục nhưng còn có sắc thân thì gọi là loài trời sắc giới. Có những loài trời không còn sắc thân nữa thì gọi là loài trời vô sắc giới. Loài trời dục giới có sáu cõi gọi là lục dục thiên. Muốn được lên các cõi trời đó thì phải tu 10 điều lành gọi là thập thiện. Tu đủ 10 điều lành thì lên bậc cao, tu chưa đủ thì ở bậc thấp, hoặc tu 10 điều lành đến nơi đến chốn thì ở bậc cao, tu chưa đến nơi đến chốn thì ở bậc thấp. Vì duyên khởi của kinh là dâm ái, nên trong đoạn này chỉ cử ra việc đoạn trừ lòng dâm để so sánh với các điều lành khác, chứ không chỉ riêng tu một điều lành ấy mà thôi. Riêng về việc đoạn trừ lòng dâm, nếu tâm không buông lung trong việc tà dâm, thì được lên cõi trời tứ thiên vương thiên. Nếu lòng dâm ái với vợ mình cũng ít ỏi, thì lên cõi đao lợi thiên. Nếu gặp cảnh dâm dục, thì tạm hưởng ứng, nhưng qua rồi thì không nghĩ ngợi gì tới. Trong tâm động ít, tỉnh nhiều, thì được lên cõi tu diệm ma thiên. Nếu tâm thường thanh tịnh, nhưng đến khi xúc cảnh chưa trái hẳn được, thì lên cõi đâu xuất đà thiên. Nếu chính mình không lòng dâm dục, chỉ ứng phó với người khác, cả trong lúc
ứng phó cũng cảm thấy là vô vị, thì lên cõi lạc biến hóa thiên. Đến khi không còn tâm thế gian, chỉ miễn cưỡng làm theo thế gian, mà tâm vẫn thường siêu thoát, thì lên cõi tha hóa tự tại thiên. Trong sáu cõi lục dục thiên này, về hình thức tuy đã được thanh tịnh, nhưng về tâm niệm còn dính líu đôi phần tới ngũ dục. Vì thế nên phải cùng các loài người, loài súc, loài quỷ, loài địa ngục, vân vân ở trong dục giới. Tathagatasnesham sitata patram aparajitam pratyangiram dharane Namasarva tathagata sugataya arata samyak sambhataya Namasarva tathagata kutiyasnesha Namasarva buddha bodhisattvaya Namo saptanam samyak sambhata kutinam sashravaka samganam Namo loka arhantaram namo srota pandanam Namo sakri dagamenam namo andagamenam Namo loka samyagatanam samyak prati pandanam Namo ratna trayaya namo bhagavate dita surasena praharana rajaya Tathagataya arhate samyak sambhataya Namo bhagavate amitavaya tathagataya arhate samyak sambhataya Namo bhagavate akshobhyaya tathagataya arhate samyak sambhataya Namo bhagavate vaishajiya guru vaidurya praparajaya tathagataya arhate samyak sambhataya Namo bhagavate sampushpita salendra rajaya tathagataya arhate samyak sambhataya Namo bhagavate shakyamunaya tathagataya arhate samyak sambhataya Namo bhagavate ratnakusuma katurajaya tathagataya arhate samyak sambhataya Namo bhagavate tathagata kulaya Namo bhagavate padma kulaya Namo bhagavate vajra kulaya Namo bhagavate mani kulaya Namo bhagavate gajra kulaya Namo deva rishinam Namo siddha vijadharanam Namo
Jata harinya, jivita harinya, rudira harinya, vasa harinya,
Siddhyantu Mantra Padasvaha.